Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ Thái Hiệp, nhà thờ giáo sư Thái Hiệp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.